À, một cái siêu phẩm đến từ Đan Mạch, giá mới là gần 50 triệu, giá mới chính xác là 46 triệu 990 ngàn. Âm lịch đô loa Din Audio SK X32 phiên bản gỗ Maple, 46 triệu 990, chúng ta cho là 47 nha. Cặp loa này thì có thông số kỹ thuật như sau: chiều cao là 92, chiều ngang là 27, xin lỗi, chiều sau là 27, chiều ngang là 17 nha. Loa sử dụng cho mình một hệ thống gồm hai cái loa bass, một cái loa trep, thì cái bass ở trên này chính là bass mid nha. Cái loa này thì cái loa bass mid của nó khoảng 14 cm thôi, nhưng mà tiếng cực kỳ ấm, cực kỳ uy lực. Gỗ này là gỗ lạng nha, gỗ lạng maple rất là đẹp. Cái phiên bản maple nó mắc hơn phiên bản thường 5 triệu, và cái giá là hàng xài lướt của mình chỉ có nhỉnh hơn 20 triệu xíu thôi, 20 triệu 300 ngàn so với giá mới là 47 triệu. Chúng ta tiết kiệm được rất là nhiều, phải nói là cực kỳ nhiều luôn, khoảng hơn 60%. Các bạn để ý cái dòng loại này đi audio thì cái lỗ mũi của nó sẽ có những cái đường như thế này, rất là dễ để chúng ta biết được loa rin hay không. Nếu mà loa nó sửa rồi gì thì phải tháo cái lỗ mũi ra, thì nó sẽ phải vô keo hoặc là thay lỗ mũi, thì chúng ta biết ngay lập tức. Gân của nó là gân cao su nha, công suất là 200W, trở kháng 4 ohm, độ nhạy là 87 dB. Mũi của nó là mũi vải đô, còn rất là đẹp, không có bị cấn mốt gì. 20 triệu 300 ngàn cho một cặp loa cực kỳ hay như thế này, sản xuất tại Đan Mạch, số series trùng luôn, xin lỗi, số series liền kề 945 và 946 nha. Về còn nguyên bụi bên tay luôn nha. Hai lỗ hơi này, Made in Đan Mạch. Cái tem này là nó làm cái tem giống như bằng kim loại luôn á, rất là dày. Model đầy đủ là SI X32. Các bạn có thể gõ Google để biết cặp này, này. Nó vẫn đang bán mới luôn nha, hàng bán mới luôn, đang bán mới luôn là 47 triệu, chứ không phải là phiên bản này đã ngừng sản xuất mà vẫn đang còn bán, vẫn đang còn sản xuất nha. Đây, các bạn có thể coi này. Giá thị trường hàng cũ nó cũng rất là cao, có chỗ lên đến 30. Đây, các bạn thấy là dòng chữ này là còn hàng này, đó, còn hàng nha. Cặp loa này thì dễ nghe nhạc, chúng ta ghép những cái âm ly vừa vừa tiền của đề nóng cũng được, ma răng cũng được, cao hơn xíu chúng ta ghép những âm ly của châu Âu. Rồi bây giờ mình thử test một đoạn nhạc nhạc nước ngoài chút nha, sau đó mình sẽ test thêm nhạc Việt.
Tiếng nó cực kỳ chắc, âm hình rất là vững, cái độ rộng của cái âm hình rất là nhiều. Chúng ta nghe cái sân khấu nó gần như trước mặt, tiếng rất là rõ luôn. Bây giờ mình test thêm một bản nhạc Việt, nó có một nhiều tiếng bass một xíu, các bạn nghe nha. Giá 20.300.000, bao giá thị trường cho các bạn, bao đẹp, bao vận chuyển luôn. Hàn sâu trong thịt da, có những vết thương còn để lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu, gần bên nhau rồi xa. Có những lúc em ngồi một mình đợi anh, đợi người đi tránh về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang dở dang. Đã kêu than trong hồn.